Sáng nay, công ty Ánh Dương Việt Nam, đơn vị sở hữu thương hiệu taxi Vinasun, đã tổ chức lễ hội truyền thống thường niên. Dịp này thì 13 cá nhân và tập thể công ty cũng tổ chức đón nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 12 công ty Vinasun tổ chức ngày hội truyền thống để ghi nhận những lái xe có thành tích kinh doanh xuất sắc trong suốt một năm. Bên cạnh 598 phần quà có giá trị 1,2 tỷ đồng do công ty trao tặng, còn có 9 tài xế được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì các thành tích trong phong trào người tốt việc tốt, trả lại tài sản cho khách hàng, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đạo đức nghề nghiệp của người lái xe taxi. Riêng ông Đặng Phước Thành, chủ tịch hội đồng quản trị công ty được nhận bằng khen và huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh vì có công dẫn dắt Vinasun trở thành một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Thông tin từ Vinasun, tính đến ngày 20 tháng 10, đơn vị này đã hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm với giá trị khoảng 230 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.